Cảnh này chắc mình không cần quay nữa đâu. Lên, trợ lý lên anh bạn một tí. Sướng không? Thích cơ. Dạ thích mà. Anh ơi, đạp, có gì đâu mà toát mồ hôi. Rớt mồ trời. Rồi. Anh... Bây giờ hỏi cảm xúc của Đạt trước khi được thở thánh đi. Cảm xúc của Đạt lúc này như thế nào ạ? Em đang hồi hộp. À, rất là hồi hộp cả nhà ơi. Hai chủ tịch đây mình đứng vô giữa đây, hai chủ tịch mình đứng vô giữa là chuẩn bị nào. Rồi. Đó, chuẩn bị mình xe duyên mình. Hôm nay Linh và Dương có mặt ở đây để làm chứng cho Đạt. Nào, bắt đầu đi em. Rồi, em ơi, em tên gì? Em nói lại là hai ba. Dạ, em tên Hoàng Hảo. Rồi, gọi Đạt 3 tiếng đi em ơi, gọi Đạt 3 tiếng đi. Anh Đạt ơi, chưa có tình cảm lắm, từ mình ngọt ngào hơn một chút xíu nữa. 2, 3. Anh Đạt ơi, nó ngọt ngào thêm xíu, một chút xíu kẹo nữa, một chút xíu nữa. 2, 3. Anh Đạt ơi, thời gian của em bắt đầu. Anh Đạt ơi, không biết ba anh làm nghề gì nhở? Ba anh có phải là anh trộm không ạ? Tại vì ông ấy đã cướp hết những chiếc dao và đặt vào đôi mắt anh. Tôi cho nhạc to lên một chút. Ơi, Đạt ơi, bây giờ cảm xúc em ngay bây giờ như thế nào đã? Văn của em 10 điểm nhưng mà anh xin lỗi. Trời ơi, trời, cảm ơn em. Không sao hết. Có chủ tịch ở đây. Ok.